Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Cái clip này xin giới thiệu cô chú anh chị mình hai cây sứ già. Sứ ghép mà củ già rất là to, nằm chậu bề hoành là 40. Cây này là ghép mặt hoa là em cha kim nè. Với lại này con tên gì con quên này, màu vàng mà cái viền nó màu hồng hồng á, con quên tên nè. Với cái này ghép giống gì mà do để cái tược mẹ nó lên quá rồi nó bị ép cái nhánh ghép ha. Nửa giờ mình xả tài giùm con nha, tại con không có thời gian á. Với lại có cây này nó bị rụng nhánh, rụng bo, về cô chú anh chị mình ghép lại nha. Cây này ghép 3-4 giống gì đó. Củ khá là già rồi, rất là to luôn nha. Đó, củ á, nằm chậu bề quạnh là, cây này nằm chậu bề quạnh là hơn 40 á, khoảng tầm 45 xăng. Rồi cây thứ hai nè, cái củ nè. Cái củ giống như là, cây này là giống như là cái sứ mà như con kim tử tháp á, cái thân đó nè. Giống như là thiệt kim tử tháp ghép vậy đó. Cái này con ghép thằng tài san hô nha. Thằng tài san hô rất là to luôn á cô chú anh chị mình nha. Nằm chậu bề hoành là 45 nha. Cái củ nó đẹp đẹp. Củ nó cái chân nôm nha, chân nôm. Mà cái thân của nó là 2, 4, 5 thân. 5 thân nha, cái thân bự bự không à. Thân nè, rất là to luôn. Rồi thằng tài san hô, cái này tược mẹ đi lên nữa, về cô chú anh chị mình cắt nha. Mấy cái tược con nó mọc không nổi luôn, về mình cắt bỏ giùm con nha, không về không ra vườn. Đó, cái này là thằng tài san hô nó đang lên nụ nè. Nó ép mấy cái nhánh mẹ nó phát quá rồi, nó ép mấy cây con. Rồi hai cây này con thanh lý cho cô chú anh chị mình giá là 350.000 luôn, phí ship bên người mua trả nha. Ai yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Con xin chào và hẹn gặp lại.